qua cửa khẩu Canada nè, đang đoàn xe đang xếp line dần dần để đi qua nè. Các anh chị thấy không, đây là cửa khẩu của đường bộ, đường xe chạy. Xin chào cô chú anh chị và các bạn gần xa. Hôm nay Thảo Nhi đi lái xe từ Mỹ qua bên Canada chơi, qua nhà một cái anh bạn. Hôm nay anh bạn dẫn đi vớt cá. Lái xe từ Mỹ qua 24 tiếng đồng hồ ngồi trên xe. Vừa đến là đi vớt cá luôn. Tới sáng mới về. Trên đường đi gặp mấy chú nai con. Giờ nó quay luôn hả? Hot boy nè, giờ đang trang bị để đi vớt cá. Đi vớt cá nè. Đi vớt cá, smell fit cá trứng. Thấy chưa? Giờ mặc áo mưa vô hả? Hot boy á. Ai có đăng ký kênh thì hay là đăng ký hot boy thì nhớ vô kênh cửa Thảo Nhi 73 để đăng ký. Đây hot boy này đang tiễn người yêu. Kim vỏ này đeo vậy hả? Vỏ bỏ xong rồi được, để tâm hết. Hot boy này là gì? Nguyễn Hoàng Anh hả? Nguyễn Hoàng Anh. Em để trong kia đeo cũng được, thôi đeo đi. MC Kim giảng viên mentor cho những anh chị nào muốn làm đẹp tóc nail hair rồi này kia. Dạ. Hôm nay anh hot boy này dẫn đi vớt cá. Cái đèn của cô Hân kia ấn gần với mình rất đẹp. Đây bắt đầu đi vớt cá. Người ta đi xuống dưới luôn kìa, cũng vớt rồi, nếu còn phải đi xuống tốt dưới đó luôn hả? Ừ, xuống mặt đèn. Bị kẹt phọt. Em cẩn thận. Đâu phải chống mà chứ không hơi té chết á. Những cái đôi ủng này nó ấy quá. Bị kẹt phọt. Thấy không? Thấy được không? Thấy không? I just coming down. There you go. Oh my God. Aren't you a good fisher lady? Hello mọi người. Đây, chàng trai hot boy mới vừa xuống à. Khai trương được con cá rồi đó. Ủa mình không có lấy cái cu lờ xuống hả? Giơ cao lên nè. Anh giơ cao lên. Ow. Ơi. Ow. Yes. It's not a bass. Em ơi, em đưa cái vợt cho nó theo cái chiều đường rồi, nước nó vô trong dày hết rồi. Trời ơi, rồi lạnh chết.
Okay, get it. Get it, get it. Get it, get it. Get it. Okay, okay, get it. Look at him. Look at him. Oh, no. He heard to catch the fish. Cá này sao bỏ trong xô này được? Xô đè tôi vô chơi nè. Nó nhảy á. À, em đứng nó ngoài mà ôm cá luôn à. Cá. Oh, you should be careful though. They might hit up. Cannot see it. Đưa cái đèn cho si mượn đi. Có cái đèn không? Có cái đèn pin của cái ngân gì á? Yeah, well. Nên nó mượn show, ngân. Show my family see it. That's pretty cool. Where are you all from? Đây người ta chặn như vậy đó. À, nó lưới ta để chặn. Lội ra nè, quên không biết lội ra vớt cái ướt hết rồi. Lạnh không em? Lạnh. Ướt hết lạnh á. Không đem cái đèn pin ha. Em chặn theo cho nó. Em để nước nó chảy vô. Em để vậy nè, để nước. Người ta vớt xui không phải người ta vớt. Thế hả? Kìa hỏi Hoàng Anh kìa, Hoàng Anh chỉ cho ha nè, cách vớt. Hoàng Anh xui vậy luôn hả? Ờ. Oh sorry. Cướp qua vậy. Có được con nào không? Nhiều người, nhiều bà con đi canh đi ớt quá vậy đó nha. Cô chú anh chị rất là nhiều luôn, rất là đông luôn, mà ở đây nó tối lắm, không có cái đường. Vậy đứng canh vậy đó vớt mấy con cá vui á. Ta đi ra giữa cái suối, cái này gọi là cái suối. Cái này là cái suối. Ủa bỏ đâu rồi, bỏ trong đây vậy hả? Còn bỏ trong cái vợt hay sao á, đang sợ. Đưa cho ai à? Đưa cho ai giữ rồi? Mới có 1:30 thôi, thường thường bây giờ mọi người bà con đã đến đợi cá đường cá ở ngoài cái suối ở ngoài đó chảy ra tôi ở cái bà con tôi đang vớt đi đến ngày mấy con đâu rồi chết hả giữa tuần vừa rồi nó lên nhiều lắm, hôm nay em đi lên. Vậy hả? Hay là nó hết rồi? Đâu đâu. Bà con đang đi chờ đợi để cá nó vô, nó chuẩn bị ở bên ngoài. Ngoài biển nó vô trong cái suối này nè. Là nửa nước ngọt, nửa lờ lỡ, nói chung là nước nó lờ lỡ lờ. Cho nên ở ngoài kia thì là bị nước biển, nó cái suối này, nước biển nó chạy vô trong cái suối này. Suối trong đây thì nước ngọt.
thì nước biển với nước ngọt nó pha lại, thì đây là lợ 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 nước này. À, con đi vớ canh vớ mấy cái con cá này nè, dạng con cá nó nhỏ nhỏ, nó có trứng không ở trong, ở trong bụng nó trứng nhiều á bà. Người ta ở mấy cái nhà hàng, mấy cái quán người ta chiên lên người ta bán cho mình ăn á, là mấy con cá đó là nó vô đây nhiều lắm. Người ta đi hôm qua anh vớt hết được không? Đông, đông mà hôm qua anh vớt hết được không? Hôm qua chưa xuống, hôm nay mới xuống lần đầu. Hôm qua người ta vớt nhiều, nghe nói hôm qua người ta vớt nhiều lắm, rất nhiều luôn. Cá nó đi vô đàn 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 vậy đó. Tối quá. Hồi chơi chờ thời phải không Hoàng? Bây giờ trong khi chờ đợi ai có đăng ký anh Hot Boy này thì cứ đăng ký mấy chị gái. Anh Hot Boy này rất là giỏi, rất là tài năng. Vừa xuống nhưng mà đăng ế, ai có đăng ký kênh thì nhớ đăng ký anh Hot Boy này giùm. Không có ai theo. Nói chung là anh giỏi mà anh hơi kén. Cho nên tới giờ anh ế vợ. Nè thì chàng hết thôi. Quen bạn luôn nha. Chàng hotboy này nói là vớt nhiều nhiều cá, bắt đầu mới ở từ bên Mỹ mới đi qua nè. Đó. Mười con cá hả? Cá con cá gì đó. Đâu con gì? Con này là con cua, con còng, con gì đó mà con tím tích. Con nè, ở đây được một con cá nè, con nhỏ nè đó, nó đang nhẹ nhẹ đúng rồi, có con kìa, con ai con crawfish, đây là con crawfish đúng rồi, yeah, em Hồng có một con hả, được một con crawfish với một con cá nè, cá gì đâu, cá nè nó, ai cá nhỏ hả, cá nhỏ, cá này đó hả, em bắt nó ra nè, em bắt nó ra, cá này đây hả, ừ đó con cá đó đó, không có lẽ đâu thấy. Đó. Nè là mình đi vớt con cá này nè. Đó. Cá tòng là cá lòng tòng á. Cá này không phải gọi. Cá dài quá ha. Không phải gọi là con cá lòng tòng đâu. Mà không biết smell fish hả? Không phải smell đâu. Nó đúng rồi, cái smell á. Nó tươi quá ha. Trắng quá. Cá này đúng rồi, ở trong bụng nó có trứng á. Bỏ đâu đây? Cái này chờ đợi nãy giờ rất là lâu. Bây giờ rốt cuộc cá nó cũng vô đàn đàn nè đó, mọi người thấy không? Vớt cá nè, đó, cá quá trời cá luôn đó, nó đi từng đàn nha, rất là nhiều luôn, nó dày đặc luôn, thấy ham không? Đó là cá đó, vớt đó, vớt nó là nguyên một rổ luôn, hứng vậy xong cái vớt lên, đầy một rổ đó, thấy chưa, đầy một rổ luôn. Cho anh chị thấy không, cá nó đen hết luôn, những cái đen đi đàn đó, đó là nó đó là cá đó. Mình chỉ đưa vợt xuống vớt lên thôi, nó đưa vợt vớt lên quá chừng không.
rất là nhiều cá này kho rồi này kia, ăn ngon lắm nha, kho chiên gì ăn cũng ngon lắm nha cả nhà, rất rất là ngon, nó quá trời đó. Cô chú anh chị thấy không, cá nó đi đàn đàn đàn, thấy nó đen 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 quá trời ha. Đó cái vợt, lấy cái vợt thứng nó quá trình đen 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 cả đàn đàn, nhìn kỹ dưới nước đó, thấy nó đen 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 á, nó quá trình luôn. Vớt nó lên. Nhiều quá chừng luôn mọi người. Đó. Quá trời quá đất không vớt lên. Ở đây mọi người người ta vớt thùng 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 như vậy nè. Có người vớt cả mười mấy thùng luôn. Người ta đem về cái người ta đem đi bán. Người ta bỏ vô trong bọc đó, người ta cân từng phao một vài mấy phao một bọc vậy đó. Cái người ta bán. Ta đăng lên, thấy đăng lên Facebook rồi này kia đó người ta bán. Đó, cô chú anh chị thấy không? Bây giờ bắt đầu càng về khuya cá nó càng vô nhiều. Vô quá trời, từng đàn đàn đàn. Vô mà vớt không kịp luôn á, nhiều lắm luôn. Lần đầu tiên Thảo Nhi đi vớt cá kiểu này. Hôm nay được xuống đây cá nè, bịch đây nữa nè. Bọc nữa nè, chút về mở ra chụp. Chút em mở ra xem. Đó. Đó, mọi người đi, vớt cá nè. Bắt được crawfish rồi cả cuốn. Đó, trời ơi. Bắt được cả ca cuốn nữa nè. Muốn coi nữa con, cái chùm đó mới nhiều kìa. Đi rồi, chắc có tiếng đồng hồ. Cả tiếng đồng hồ rồi, chưa xong con cá luôn nha. Vợ quá, vợ quá, sao lấy vợ được trời. Có em nào mà về giúp mình được không? Cái phần này á. Ừ. Thì đăng ký kênh đi rồi Thảo Nhi sẽ cho biết được địa chỉ và số phone nha. Welcome liền. Lấy liền và cưới liền đúng không? Đó, trời ơi xong rồi nè. Anh này anh giỏi á, anh giỏi về mặt mọi mặt luôn á nha. Xong hết trơn rồi nè. Làm nail cũng rất là giỏi đó nha. Anh có một cái tiệm nail riêng cho ảnh nữa đó. Đó, chủ tiệm nail Kim MC, Kim giảng viên. Ai mà anh chị nào mà chưa chồng á thì nhớ nhanh tay đăng ký kênh này để trước anh chàng hot boy này về nha. Cảm ơn. Để ra luôn ha. Ra đó cắt filet được không? Tùy hỷ. Để ra luôn ha. Nếu mà không, cạo giải được thì để ra, còn không cạo giải thì được thì. Này, cạo nhưng mà nó. Thôi đừng cạo, nó cắt filet đi cho rồi. Anh nó da. Nó chắc như vô tắm lại đúng không anh? Anh tắm lại là cái chắc rồi đó. Làm cá xong rồi vô tắm lại. Mới tắm xong giờ tắm nữa. Cái này là sau bao nhiêu năm đây, chắc cũng phải đến hai mươi mấy năm bắt đầu mới làm cá. Lần đầu tiên là mình lần đi chợ. Mình cá, đi chợ thì người ta. Năm. Trời đất ơi. Mình lần đầu tiên mình đi chợ thì người ta bán cá, người ta làm sạch cho mình rồi. Kìa, sao có cái xe đẩy cái ở chợ về đó. Chờ mấy đứa ở bên dưới basement á. Cái cho người ta mướn nhà. Mấy đứa nó dùng. Ủa nó cứng rẻ ma luôn á. Nhìn bây giờ mà. Bây giờ Hoàng Anh làm con cá này xong rồi mai mốt có vợ cưng lắm nè. Vậy hả? Học lọc nấu ăn. Tập lần lần là được rồi đó. Thôi nấu bún bò quế được rồi. Dễ lắm, đơn giản lắm. Cá anh chia cho tanh. Không, lâu lâu ăn cá thôi. Đợi món thôi không? Bên đó. Hot boy đang làm cái này phải cầm này cho em nè, em quay. Đây có cái phone, có cái phone. Này cầm chút mép rồi. Ai gọi nó đây? Nó ai nó? Cầm này để em quay kéo anh. Làm con cá. Hello em. Đi ra sân kìa mưa. Mọi người tí nữa dẫn mọi người đi shopping. Xịt ướt hết rồi hết sao? Đây. Vậy hả?
kêu nó đi qua nhanh, qua nhanh coi mổ cá nè. Tim đi. Ừ, đang mổ cá đánh vảy này mà cái vảy nó cứng quá đi. Tim đi nha. Vào nhà. Kết thúc hành trình là hành hạ con cá. Kết thúc hành hạ con cá. Đó. Giờ là chỉ có sơi tải thôi đó. Lạnh quá hả? Lạnh quá, đi vô đi. Thôi vô đi. Sai được không? Bây giờ mình có lăn bột mình chiên không? Đó, lăn bột mình chiên á. Lăn bột mình chiên mới lại kho á. Ừ. Đó, cá đi vớt tối qua về đó. Tươi ha. Cá trứng á. Ở trong bụng nó trứng nhiều lắm. Cá trứng á. Ba này sao? Trứng không. Cái này mà ăn sống cũng được nữa, nhưng mà mình chưa bao giờ ăn sống thử sao không biết luôn. Đẹp tí nữa làm chiên nó kho luôn. Sạch sẽ luôn nha. Cầm về Mỹ ăn. Không chạy khóc với hai nè. Hy vọng cầm được không? Được, cá vô Mỹ được. Miễn là con gì dưới nước là đưa vô Mỹ được hết. Ờ vậy á. Ờ ha. Đừng có con trên bờ. Con trên bờ vô là chết á. Con trên bờ với lại trái cây rồi đó. Là vô Mỹ không được. Cái con này không cần phải đánh vảy, ok? À. Cái con kia đánh vảy phê quá. Không phải vớt được con kia làm. Ô anh đi vô nhỉ? Không biết làm sao mình vớt được nó ta. À. Mình đi thấy nó bơi 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 cái saddle của nó thôi, bóng nó thôi. Thế mình mới nói là mình chọc mình thử vớt thử chơi thôi, không có ý định là vớt nó. À. Không, vớt này vượt qua cái chơi nó nằm ở trong rọ cái em đang lôi cui em gọi đèn cho bả đi xuống cái bờ. Chưa được tới cái bờ biển thấy ô làm nhau nhanh nhanh nhanh. Ủa, tưởng đâu bắt đầu được nhiều đúng không? Tưởng đâu ra con cá này. Mà bao nhiêu người săn nó không được cái nào? Quá trời người đang đứng đó, ổng xuống sào chứ. Xuống cuối cùng luôn á chứ. Ổng nhào xuống đó bắt cá. Không hay luôn á, dính cá. Trời ơi. Đã ha. Kết thúc video, Thảo Nhi xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn gần xa đã theo dõi video của Thảo Nhi.